Cảm ơn ban quản lý tòa nhà đã tạo điều kiện cho chúng tôi có buổi tối ngày hôm nay hòa chung không khí Giáng sinh cùng với ông bà anh chị em. Chúng ta đang ở trong căn phòng ấm áp của mình, hãy dành một chút thời gian tập trung ngay tại sân chung này. Buổi tối ngày hôm nay là buổi tối rất đặc biệt, buổi tối dành riêng cho các em, sẽ có những hoạt động giao lưu trong buổi tối ngày hôm nay. Xin kính mời các ông. Năm thế giới chào đón một mùa Giáng sinh chính thức sẽ được bắt đầu. Chúng tôi kính mời tất cả những ông bà, bố mẹ và đặc biệt là các cháu nhỏ chúng ta chưa có mặt ở tại sân chung này hãy mau mau bước chân. Cho tôi thật nhanh để chương trình của chúng ta được diễn ra một cách nhanh chóng và tốt đẹp nhất cho buổi tối ngày hôm nay nào. Anh chị, những quý cư dân của tòa nhà Dragon Castle. Lần đầu tiên xin cảm ơn sự có mặt của các cô chú anh chị, thì cư dân tại thời điểm này mà trời rất là lạnh. Mà sự có mặt của tất cả các cô chú là cái niềm rất là vui, vui cho ban của tòa nhà. Và như được thông báo thì ngày hôm nay ban người nhà sẽ tổ chức một cái bữa tiệc nhỏ thể hiện cái sự ấm áp chào đón Giáng sinh và năm mới 2024 sắp đến, thể hiện một cái sự thông điệp muốn tạo một cái môi trường sống làm sao để cho tại đây các cô chú anh chị những quý cư dân của tòa nhà của mình có một cái nền tính cộng đồng, văn minh, văn hóa, sự đoàn kết, sự giao lưu và một sân chơi nhỏ cho các bé tại các khu chung cư.
Xin chân thành cảm ơn sự có mặt, thứ nhất là tất cả các cư dân tòa nhà, thứ hai là xin cảm ơn để được thành công thì bác quản lý tòa nhà xin cảm ơn đến đại diện của điểm nóng tin lành Hồng Gai, đại diện là ông Ngô Bá Tân và các cô chú anh chị của các nhóm đã tham gia và có các tiết mục văn nghệ để đóng góp làm cho cái khu vui chơi của chúng ta và buổi tiệc ngày hôm nay được thêm thành công. Và một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều tất cả các anh chị cư dân tòa nhà. Cảm ơn và xin chúc sức khỏe. Chúng ta có một cái văn hóa cộng đồng, một năm mới chào đón an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, cảm ơn đại diện ban quản lý quận tòa nhà. Kính thưa quý vị, trong không khí se lạnh của mùa Giáng sinh, tôi tin chắc rằng sự có mặt của quý vị sẽ mang lại không khí ấm áp trong buổi tối ngày hôm nay. Và ông trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Hy vọng rằng không chỉ trong năm nay mà trong những năm tiếp tới nữa, chúng ta xây dựng một đời sống văn hóa ở ngôi nhà chung này, ở một đời sống cộng đồng yêu thương, chia sẻ và đùm bọc. Cảm ơn tất cả quý vị. Và tôi xin giới thiệu buổi tối ngày hôm nay chúng ta có 3 phần chính trong chương trình của chúng ta. Phần thứ nhất là phần thi dành cho tất cả các cháu nhỏ. Đó là phần để cho các cháu nhỏ trong buổi tối ngày hôm nay giao lưu cùng với nhau, có những cái hoạt động trải nghiệm cùng với nhau. Phần thứ hai là phần chúng tôi dành cho các bậc ông bà cha mẹ, chúng ta có những cái trải nghiệm mới về một mùa Giáng sinh, chúng ta hiểu thêm ý nghĩa về mùa Giáng sinh và cách mà những người có đạo đón Giáng sinh như thế nào. Và phần thứ ba là phần mà chúng ta sẽ cùng nhau dự tiệc, giao lưu và chúng ta sẽ cùng nhau kết nối. Cảm ơn tất cả quý vị. Và ngay thì giờ này xin mời tất cả các cháu nhỏ ở trong Hội Thánh Tin Lành khu vực Hoành Bồ chúng ta tiến lên đây ạ. Cảm ơn Chúa vì các cháu nhỏ buổi tối ngày hôm nay dù đang rất là bận học nhưng mà các cháu nghe tin rằng gì ạ, được giao lưu cùng với các bạn nhỏ khác nên là các cháu đã rất là sốt sắng khi có mặt ở đây trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời các cháu nhỏ ở đâu rồi? Có thể dành cho các cháu một tràng pháo tay để động viên các cháu được không ạ? Hơi lạnh một chút nhá, các cháu cố gắng. Xin mời phần nhạc bắt đầu ạ, với tiết mục Gieo Bước Giáng Sinh.
Vâng, cảm ơn các bạn trẻ rất là nhiều. Nhưng mà áo màu đỏ. Đúng rồi, ai cũng nhìn thấy ông già Noel mặc áo màu đỏ. Đấy, câu hỏi nhát thôi nhá. Thử phản ứng của các bạn xem ai nhanh hơn nào. 1+1=2, đúng không? Rồi chúng ta nhát lại một lần nữa nhá. Nhát lại đúng một lần này thôi nhá. À, câu hỏi này có bạn trẻ làm. Và đặc biệt là nếu như các bạn nhỏ nhỏ mà các bạn hay xem TikTok ấy, thì bạn nào cũng biết trò này. À, con thì gọi là con bê đúng không? Có phải vậy không nhỉ? Trâu con thì gọi là con né đúng không? Phải không? Thế con lừa mẹ thì gọi là con gì nào? Con lừa mẹ thì gọi là con gì? Có ai trả lời không nhỉ? Bạn nào trả lời giơ tay nhanh. Đâu ạ? Đây, giơ tay đây. Tại sao con lại hư nhỉ? Con lừa mẹ là con lừa mẹ chứ sao con bạch là con hư? Đúng không? Mà cái lừa mẹ thật. Đâu mic này hơi già, xin phép chuyển qua mic khác nhá. Mic tiện nào? Có lẽ là mic này sẽ không già. Trò chơi đầu tiên là trò chơi bốc thăm để trả lời câu hỏi. Chúng cần 8 bạn nhỏ nha, 8 bạn nhỏ, nhưng mà bạn nào phải học trên lớp 1 rồi á. Bạn áo đỏ rồi, lớp 4. Xin mời bạn lên đây. Bạn nữa đâu rồi? Đây rồi. Bạn áo xanh. 8 bạn, đây mới có 2 thôi. 2 bạn này chưa chơi được nhá. Rồi bạn lên đây. Áo tím lên đây. Còn 4 bạn nữa. Đâu rồi bạn áo xanh đằng sau kia? Trên hồng chạy lên. Không có muốn chơi không? Có mẹ hỗ trợ. Trò chơi này được hỗ trợ của người thân. Rồi, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4. Còn ai nữa không ạ? Bạn đúng không? Còn ai nữa không? Rồi, lớp 7. Cháu lớp đại học. Còn ai nữa không? Lớp 6 lên đây. Còn ai nữa không? Mấy bạn rồi? Đôi, 4, 6. Còn 2 bạn nữa đâu rồi? Bạn chơi không? Đi vào mặc quần áo tí ra chơi. Nhưng mà đâu? Quần áo rồi, mời bạn lên đây. Rồi, lên đây. Còn một bạn nữa được chưa? Đôi, 4, 6, 7 bạn. Vẫn còn thiếu một bạn. Bạn này chơi à? Bạn chơi được không? Vẫn thiếu một bạn nữa, bạn này chưa chơi được. Vẫn thiếu một bạn nữa đâu rồi? Mấy bạn ở trong hội thánh nhường ở cho chung cư, để cho trẻ con chung cư. Thói lắm, không nhìn thấy gì. Còn bạn nào nữa không? Rồi, mời bạn lên đây. Chúng ta có 8 bạn nhỏ. Buổi tối ngày hôm nay sẽ có 8 câu hỏi liên quan đến chủ đề Giáng sinh. Xem các bạn nhỏ của chúng ta có biết về Giáng sinh không nhá. Trò chơi này có 2 quyền trợ giúp. Một là trợ giúp của người thân, và 2 là trợ giúp của ông già Noel. Nhớ chưa? Các bạn nhớ chưa? Có cả sự trợ giúp của người thân lẫn sự trợ giúp của ông già Noel nhá. Ở trong đây có 8 câu hỏi. Nên là ai là người sẽ bốc thăm để trả lời trước nào? Mèo ơi, chị quay về. Rồi, cháu đọc câu hỏi của mình nhá. Ông già Noel là nhân vật trong đêm Giáng sinh. Ông vào nhà tặng quà bằng đường nào? A. Gõ cửa. B. Cửa sổ. C. Ống khói. D. Chuyển phát nhanh. Ông già Noel phát quà cho các bạn nhỏ mà ông đi bằng đường nào vào nhà nhỉ? Là B. Cửa sổ ạ. Ông đi bằng đường cửa sổ. Ồ, nhìn lên cao nhá, cửa sổ tòa chung cư này cao. Xin phép được trả lời lại, đồng ý không ạ? Nếu như đồng ý để cho bạn trả lời lại, xin mời vỗ tay cho bạn được không ạ? C. Ống khói.
ống khói. Đúng không ạ? À, đúng không? Ông già Noel ăn vào bằng đường ống khói đúng chưa? Đúng rồi. Thế thì cái này phải hỏi ông già Noel, có phải ông chui vào đường ống khói không? Ông khói bụng to lại chui được vào ống khói. Thế là có ai dùng không? Vâng, phần quà đầu tiên dành cho bạn con tên gì nhỉ? Tên Tùng. Phần quà đầu tiên dành cho bạn trẻ tên là Tùng. Vâng, một tràng pháo tay dành cho bạn được không ạ? Một phần quà dành cho bạn, mời bạn về chỗ, mời Tùng về chỗ nhá. Người tiếp theo. Trên đỉnh cây thông Noel thường treo hình gì? Ngôi sao A, ngôi sao B, quả bóng C, ngôi sao sáu cánh D, chim bồ câu. Ở trước cây thông Noel có ông sao ở trên đỉnh, có đúng không ạ? Đáp án ở ngay sau lưng. Nếu như đúng thì xin cho bạn một tràng pháo tay được không ạ? Em đây là Trần Huyền Chi ạ. Trần Huyền Chi. Trần Huyền Chi, một phần quà dành cho bạn Huyền Chi nhé. Xin mời ông nhà Noel. Vâng, chúng ta có câu hỏi tiếp theo, xin mời Huyền Chi về chỗ nhá. Nào, em bé có chơi không? À, xin mời con. Trên cây thông đôi em đang treo thứ gì nhiều nhất? A, hộp quà. B, bít tất. C, đèn nháy. D, quả cầu. Trên cây thông Noel thường treo cái gì nhiều nhất? Con đếm ở trên này xem cái gì nhiều nhất. Quả cầu. Có đúng không ạ? Có đúng không? Có đúng không ạ? Trên cây thông Noel thường treo cái gì nhiều nhất ạ? Có tên là Minh ạ. Sao lại treo Minh ở trên cây thông Noel nhỉ? Trên cây thông Noel thì thường thường người ta sẽ treo rất nhiều quả cầu. Và nếu như ai đó tìm hiểu một chút thì chúng ta sẽ biết rằng gì ạ? À, nó mang biểu tượng là trái táo mà chính Eva đã đưa cho Adam là chồng nàng ăn đó. À, và bạn Minh đâu rồi? Xin một phần quà dành cho bạn nhé, xin mời ông già Noel. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Xin mời bạn nữ nhé. Ba hình ảnh em thường thấy trong dịp lễ Giáng sinh. Con chỉ cần kể một cái hình ảnh nào mà con thấy thân thuộc nhất thôi. Ngoài ông già Noel ra thì thường thường con nhìn thấy cái gì nữa trong cái mùa Noel á? Ngoài cây thông ra thì còn cái gì nữa không? Quà. Có rất nhiều biểu tượng trong mùa Giáng sinh mà nếu như mọi người đi ra ngoài đường đấy thì chúng ta sẽ hay để ý thấy. Có thể đó là hình bông tuyết mà ai đó treo trên cửa sổ nhà mình. Có thể đó là cây thông Noel trang trí cho phòng khách hay trang trí cho phòng ăn ấm áp của nhà mình. Có thể đó là biểu tượng mà của ông già Noel, và cũng có thể đó là một cái hình tượng của một cái kẹo gậy mà nó có rất nhiều màu sắc. Con tên là gì? Con tên là An. Bạn trẻ tên là An xứng đáng nhận được một phần quà, một tràng pháo tay của tất cả quý vị.
Mời bạn. Theo truyền thuyết ông già Noel ở với ai? A. Đẩy chú lùn vào làng mực tiếp. B. Các chú lùn và đàn tuần lộc. C. Ở cùng những ông già Noel khác. Ở D. Ở nhà với con. Thế thì theo cháu là ông già Noel ở với ai? Ông già Noel. Có trợ giúp. xin trợ giúp của ông già Noel. Ông già Noel ở với ai à? Thường thường thì ông già Noel cưỡi xe gì? B. Chú ở với các chú lùn và bà Tân Lộc. Vâng, đúng rồi. Ở vùng Bắc Cực thì ông già Noel ở với các chú lùn giúp đỡ cho mình và đàn tuần lộc 9 con trên kéo xe ở trong mùa Giáng sinh đã. Ông già Noel mang quà đến phát cho tất cả các bạn nhỏ. Và bạn tên là gì? Cháu tên Nguyễn Trung Hiếu. Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Trung Hiếu xứng đáng nhận được một phần quà buổi tối ngày hôm nay. Xin mời ông già Noel. Chúng ta còn hai câu hỏi nữa. Quà kìa. Chúng ta còn đúng hai câu hỏi nữa. Nhưng mà có ba bạn trẻ có cần phải phát sinh thêm một câu hỏi nữa không ạ? Có ạ. Có thêm một câu hỏi phát sinh nữa, lát nữa sẽ có. Nhân vật chính trong lễ Giáng sinh là ai? A. Ông già Noel. B. Chúa Giêsu. C. Công chúa Tuyết. D. Cây thông Noel. Có một gợi ý như thế này nhá. Có một gợi ý như thế này. Vào năm số 0 thì Chúa Giêsu xuất hiện. Đó. Và năm 350 sau cái năm số 0 á thì ông già Noel mới xuất hiện. Thì theo con thì ai là người đến trước? Đúng rồi. Đúng rồi. Chứ không phải là ông già Noel có trước nhá. Có tên là gì? Câu hỏi này rất là khó. Và đặc biệt khó với bạn nào mà không biết đến lịch sử thế giới. Thì câu này rất là khó nhưng mà bạn trả lời rất là chính xác. Xin mời bạn nhận một phần quà nhé. Con có biết hát không? Con hát được không? Con hát một bài nhé. Có tên là gì? Hà Tú Uyên xứng đáng hơn nữa khi mà chưa bốc được câu hỏi đã có câu trả lời rồi. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho cháu nhé. Nào, hiện tại bây giờ chỉ còn một câu hỏi phụ thôi. Một câu hỏi phụ, câu này không liên quan đến Giáng sinh. Câu này không liên quan đến Giáng sinh nhưng mà liên quan đến IQ rất là lớn. Con học giỏi không? Học bình thường à? Bây giờ một câu hỏi như thế này nhá. Một con vịt thì có mấy cái cánh? Hai cái cánh ạ. Hai con vịt có mấy cái cánh? Bốn cái cánh ạ. Ba con vịt mấy cái cánh? Tám cái cánh ạ. Tám cái à? Vâng, sáu cái cánh ạ. Sáu cái cánh đúng không? Thế ba con vịt có phải là bố con vịt không? Không ạ. Bố con vịt có mấy cái cánh? Tám cái cánh ạ. Bố của con vịt cơ mà. Hai cái cánh. Thế ba con vịt có mấy cái cánh? Sáu cái cánh. Hai cái cánh. Ba con vịt thì có hai cái cánh đúng không ạ? Có đúng không ạ? Nếu như ai nói đúng ra đây em ơi. Ba con vịt có hai cái cánh thôi nhá. Nhớ chưa ạ? Mọi người nhớ chưa? Ba con vịt thì chỉ có hai cái cánh thôi. Thế ba con vịt không thể có sáu cái cánh được. Đúng không ạ? Có tên là gì?
Vũ Thái Anh. Sau này bạn sẽ là một nhà toán học thiên tài. Ngày hôm nay bạn đã biết được ba con vịt có hai cái cánh rồi đấy. Phần thứ nhất của chúng ta đã xong rồi. Phần thứ nhất đã xong rồi, bây giờ tới phần thứ hai. Phần này là trò chơi tập thể. Trò chơi này rất là khó. Trò chơi này rất là khó. Các bạn có quà rồi, chúng ta ở bên dưới nhá, dành lại phần cho các bạn chưa có quà nào. 5, 6, 7, 8, 9. Và các bạn lần lượt đến mà test xét từ thấp đến cao xem nào. Nào, lần lượt xếp từ thấp đến cao. Lần lượt xếp từ thấp đến cao. Nhờ ông già Noel chỉnh cho nhá. Nhờ ông già Noel chỉnh cho. Nếu như bạn nào mà đứng vượt quá cái bốc của ông già Noel là sẽ bị loại. Thì các bạn làm cái thế nào? Giơ tay lên xem nào. Nếu chú nói giơ tay là bạn phải đặt tay xuống nhá. Các bạn làm bất cứ một động tác nào miễn không liên quan đến tay là được. Nhờ chú nói giơ tay lên. Ôi nhầm, giơ chân. Nhớ chưa, nhớ chưa? Có làm được không? Nhá, bạn nào thua là sẽ xếp sang bên kia nhá. Để dành lại cho các bạn thắng nhá. Bạn nào thua là không có quà đâu, nên phải cố gắng này. Nào, xếp hàng một hàng thẳng nào. Một hàng thẳng. Xếp ra đây một chút nào. Rồi, xong rồi, bắt đầu. Nào, nhạc nhá. Giơ tay trái. Được. Được chưa? Giơ tay phải lên. Đúng rồi. Rồi chúng ta nhạc rất là tốt. Bây giờ bắt đầu nhá. Bắt đầu nhá. Bắt đầu nhá. Các bạn xong chưa? Xong chưa? Các bạn xong chưa? Xong chưa? Ô, con làm sao? Xấu hổ à? Xấu hổ à? Thôi đứng lại nhá. Đứng lại. Mình không cần làm gì mình cũng có quà. Ok không? Chỉ cần đứng im một chỗ thôi nhá. Chú sẽ đọc đứng im và đứng im nhá. Nào bắt đầu nào. Và các bạn nhảy cao lên xem nào. Xong rồi, bắt lỗi. Mình thua rồi. Mình có thể mình... Xong chưa, xong chưa? Làm lại nhá. Nào, nhảy cao lên. Vẫn định nhảy. Biết chơi chưa, biết chơi chưa? Nào bên bây giờ nhớ bên này là bên phải đúng không? Nào mình quay sang bên phải nào. Trái. Nào bạn nào vừa thua ấy. Nào mình quay lại ra đằng sau nhá. Ôi trời ơi, các bạn thông minh lắm. Ôi, bỏ qua trò đi, mình chơi trò khác nhá. Nào, bắt đầu mình quay sang bên đây. Nào, xếp hàng nào, quay sang. Tất cả quay sang đây nào. Tất cả quay sang đây nào. Rồi, xong chưa? Người đằng sau đấm lưng cho người đằng trước. Con phải chơi chứ nào, bắt đầu đấm lưng cho bạn. Không chưa? Thiệt lạnh chưa? Chưa biết rồi. Nào quay ngược trở lại nào. Người đằng trước đấm lưng người đằng sau. Một phần vinh hôn dành cho tất cả các cháu bé à, mong rằng ngày hôm nay mong rằng buổi tối ngày hôm nay tất cả các cháu dù cho mình được lên chơi hay mình không lên chơi, dù mình có quà hay không có quà, thì tất cả chúng ta, tất cả các cháu đều có một niềm vui nho nhỏ trong buổi tối ngày hôm nay. Và thì giờ này là thì giờ để chúng ta đến với chương trình tiếp theo. Xin mời cháu đầu tiên là cháu Đoạn Minh ạ. Tên căn hộ 2-14-11. Cháu Đoạn Minh đâu rồi? Chúng ta có một danh sách. Xin mời cháu Đoạn Minh. Chưa chạy thôi.
Con một cậu Minh à? Xin mời con ra ngoài nhé. Mời ông già Noel sẽ tặng quà cho cháu được không? Cháu bé thứ hai, cháu Huyền Chi, phòng 20505. Con đi lên đây được không? Hai không năm không năm. Xin mời cháu Minh An. Minh An. Trước tiên là mở đầu này trước phải không ta?